Ai cho anh tự ý đưa mẹ về nhà anh vậy? Con bé này. Anh đưa mẹ về nhà chơi một chút thì có sao? Chơi là chơi gì? Anh đưa mẹ về đây là có ý đồ thì có. Thôi, chú ơi, chú đưa vợ chú về đi. Để mẹ đây mấy hôm, rồi anh sẽ đưa về nhà chú. Em, mình về đi em. Anh Trinh cũng là con của mẹ, anh chăm sóc mẹ là đúng mà. Sao anh ngu vậy Tú? Công ty ông đang gặp khó khăn, bây giờ ông tiếp cận mẹ là cái đồ hết chứ gì nữa. Sao em nói vậy? Anh Trinh là anh của anh không hiểu thì ai hiểu vậy? Tại vì ổng là anh ruột của anh, cho nên anh mới không nhận ra đó. Chứ còn người ngoài như tôi nè, nhìn cái biết liền à. Sao? Cố tình tiếp cận mẹ để mẹ chia tài sản phần hơn. Em đã nói thế thì anh cũng chẳng giấu nữa. Anh đến để đưa mẹ đi làm thủ tục còn di chúc đấy. Mà bây giờ cũng chẳng thay đổi gì nữa rồi. Thôi, chú em đưa vợ em về đi. Về thôi em. Anh hiền quá rồi, riết người ta leo lên đầu anh ta ngồi kìa, anh thấy chưa? Em nhìn cái gì nữa, vợ chú chứ không phải vợ anh đâu. Đuổi theo cô đi. Sao con không nói cho hai đứa nó hiểu? Hôm nay mẹ qua đây nhờ con đưa mẹ đi làm di chúc. Sao đang yên đang lành mẹ làm di chúc làm gì ạ? Con đừng có giấu mẹ nữa, mẹ biết hết trơn rồi đó. Con đang gặp khó khăn, bây giờ mẹ làm di chúc chia cho hai anh em đâu đó cho nó xong. Lỡ mẹ có chuyện gì á thì tụi con cũng đã có phần rồi. Hay là mẹ để hết tài sản trong Tú đi mẹ? Không có được. Con gặp khó khăn thì con phải nhận cái phần đó đấy. Khó khăn thì từ từ con cũng vượt qua được mẹ. Còn thằng Tú từ nhỏ đã hiền lành, thật thà. Mà bây giờ người hiền lành ra ngoài xã hội làm ăn thiệt thòi lắm. Con muốn bù đắp cho nó. Mẹ đồng ý nhá. Mà khi nào chúng nó nhận được thừa kế thì chúng nó khác hiểu. Với cái tính khí của con nhỏ như vậy á, mẹ không có yên tâm chút nào hết trơn á. Thế cũng tốt mà mẹ. Là người vợ biết chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của chồng, rất tốt mà. Yên tâm cái gì? Con nhìn đó, cái thái độ của nó như vậy, mẹ không có chấp nhận. Thì cũng là yêu, cũng là bảo vệ, nhưng mà cách thể hiện của nó chưa được hòa nhã lắm thôi. Rồi dần dần cuộc sống nó sẽ dạy cho các em nó biết điều hơn. Niên少的轻狂不能用来挥霍